Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh về phát triển đảng viên. Tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi. Từ ngày 15 tháng 3 đã cho phép mở cửa nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ. Tịch thu tiêu hủy 115 bộ kit test nhanh không rõ nguồn gốc. Biện pháp giảm ho, đau rát họng cho F0 điều trị tại nhà. Những chủ nhà trọ nhiều năm không tăng giá phòng. Thưa quý vị và các bạn, nếu như năm 2017 toàn tỉnh kết nạp được gần 1.700 đảng viên, thì đến năm 2021 chỉ kết nạp được hơn 1.000 đảng viên, đạt trên 63% so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh đề ra và giảm 40% so với năm 2017. Khắc phục hạn chế, mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có công văn yêu cầu. Ban Thường vụ các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, các ban đảng, đảng đoàn, cơ quan, đơn vị, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, người đứng đầu cấp ủy địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo chỉ đạo tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu trong công tác phát triển đảng viên, chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên hàng năm, xác định rõ tiêu chí kết nạp đảng viên mới theo từng quý, cùng với phát triển về số lượng đặc biệt coi trọng chất lượng kết nạp đảng viên, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021-2025 ở tỉnh Hưng Yên. Trọng tâm là đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng, các đoàn thể và kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân, công nhân, người lao động trong các đơn vị kinh tế tư nhân đủ tiêu chuẩn vào đảng. Năm 2021, các cấp ủy đảng tại Kim Động nhờ coi trọng công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng, những đảng viên vi phạm, nên không chỉ góp phần xây dựng đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội mà còn hạn chế đơn thư khiếu nại tố cáo. Giữa năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Vĩnh Xá kiểm tra theo đơn thư tố cáo tại chi bộ thôn Vĩnh Hậu. Qua kiểm tra phát hiện, Ban Chi ủy chi bộ thôn nhiệm kỳ 2015-2017 và 2017-2020 đã thiếu kiểm tra đôn đốc quản lý để đồng chí bí thư chi bộ và trưởng thôn giao thầu khu đất mở rộng nghĩa trang nhân dân, cho thuê đường bao sân bóng để trồng cây lâu năm, giao thầu đường điện do nhân dân đóng góp cho một số cá nhân mà không báo cáo chi bộ. Sau khi kết luận, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo và cách chức chi ủy viên đối với cá nhân vi phạm. Được biết, trong năm 2021, đơn thư khiếu nại tố cáo đối với đảng viên ở xã Vĩnh Xá đã giảm 6 đơn so với năm 2020. Sau đó, tình hình ở dư luận của cán bộ đảng viên và nhân dân của chi bộ thôn Vĩnh Hậu thì có phần tin tưởng vào cái đường lối lãnh đạo của đảng và chính quyền, không còn cái tình trạng đơn thư vượt cấp. Một trong các nội dung trọng tâm mà Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kim Động triển khai năm 2021 là kiểm tra về chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cơ sở trong quản lý đất đai. Bởi ở huyện Kim Động đã có những bài học do buông lỏng quản lý đất đai dẫn đến phải kỷ luật các cán bộ chủ chốt như ở xã Toàn Thắng, Thọ Vinh trong các năm 2019, 2020, năm 2021. Ủy ban Kiểm tra huyện đã có 12 cuộc kiểm tra giám sát về nội dung này. Có một số tổ chức đảng như là Ngọc Thanh, như là Song Mai hoặc trước đây của Phú Thịnh, thì những nơi đó mà kiểm tra để ngăn chặn kịp thời được cái vi phạm thì hiện nay những các cái vấn đề về vi phạm kế hoạch 93A dừng và không có phát sinh mới. Nhờ làm tốt công tác kiểm tra giám sát kịp thời đã góp phần cảnh tỉnh răn đe cho các cái tổ chức đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu. Mà cấp ủy ở Kim Động còn chú trọng tới xây dựng chương trình kế hoạch để giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ của các đảng viên và tổ chức đảng, đặc biệt là giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Chúng tôi giao cho các chi bộ và thường xuyên giám sát cái việc thực hiện của chi bộ là đối với các hộ mà có người phải cách ly y tế, cái việc treo biển tại cổng và cái việc chấp hành của các hộ gia đình có đảm bảo theo đúng quy định hay không, để cả hệ thống chính trị và người dân cùng giám sát. Theo đánh giá của huyện Kim Động,
ở những đảng bộ nào thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng, thì cơ sở đó tình trạng đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến đảng viên, đặc biệt là đơn thư vượt cấp sẽ giảm. Sau đây là thông báo tổ chức kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, nghị quyết số 629 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ấn định tổ chức kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 trong ngày 16 tháng 3 năm 2022, tức thứ Tư, khai mạc lúc 8 giờ tại trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh số 10 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Vậy Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng thông báo để toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh được biết và theo dõi kỳ họp. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Phạm Văn Khuê. Thưa quý vị và các bạn, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành từ đầu năm nay, quy định việc thu phí rác thải dựa trên khối lượng hoặc thể tích thay cho việc tính bình quân theo hộ gia đình hoặc đầu người. Cơ chế thu phí này sẽ góp phần thúc đẩy người dân phân loại, giảm thiểu rác thải phát sinh tại nguồn. Do nếu không thực hiện việc này thì chi phí xử lý rác thải phải nộp sẽ cao. Thông qua quy định rác thải sinh hoạt phải được phân làm 3 loại: chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải thực phẩm, chất thải rắn sinh hoạt khác. Theo đó, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân được tính toán theo căn cứ sau đây: phù hợp với quy định của pháp luật về giá, dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại, chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân đã được phân loại riêng thì không phải chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý. Trước việc giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, nhiều hộ nuôi bò thịt tại xã Tân Hưng và nuôi cá lồng tại phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên tận dụng phụ phẩm nông nghiệp như là cỏ voi, cây chuối, cám ngô, đậu tương, bã đậu, dơm để tự sản xuất thức ăn chăn nuôi. Áp dụng cách làm này, nông dân tiết kiệm chi phí, thu lợi nhuận cao hơn. Gia đình ông Nguyễn Tiến Khỏe ở xã Tân Hưng đang nuôi 11 con bò thịt. Ngoài số lượng thức ăn là cỏ voi do gia đình trồng được, thì trung bình mỗi một ngày, chi phí thức ăn cho đàn bò hết gần 700.000 đồng. Tuy nhiên, do tận dụng nguồn bã đậu của các hộ làm nghề trong thôn thay cho một phần cám công nghiệp, nên chi phí thức ăn giảm còn gần 600.000 đồng một ngày. Sau khi mà thức ăn chăn nuôi nó tăng thì gia đình tôi đã phải mua thêm bã đậu, thì người ta chỉ bán có 1.000 một cân thôi. Mua cám ngô về tôi nấu thì nó nở hơn. Ngoài ra thì còn cho ăn thêm cỏ, thêm dơm, vỏ dứa thay phụ phẩm hữu cơ. Nhìn con bò là nó khỏe, lông nó mượt to, cái tốc độ lớn thì từ 30 đến 35 cân một con một tháng. Còn có thể có con lớn trội hơn thì được tới 40 cân. Đối với các hộ nuôi cá lồng tại phường Lam Sơn, chỉ sử dụng một lượng nhất định cám công nghiệp, phần nhiều sử dụng một số loại cỏ, lá sắn, cây chuối, hạt đỗ ngâm, sản xuất sâu canxi để làm thức ăn cho cá, vừa góp phần giảm chi phí đầu tư, vừa có nguồn thịt thương phẩm an toàn, chất lượng cung cấp cho thị trường. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành văn bản cho phép một số loại hình kinh doanh dịch vụ và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng hoạt động bình thường. Chủ trương này nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo người dân. Nhiều cơ sở tôn giáo, các hộ kinh doanh đã chuẩn bị các điều kiện đón khách trong ngày 15 tháng 3 tới đây. Gần 2 năm qua, cửa hàng của chị Lê Thị Thu ở xã Tân Việt không hoạt động. Nắm được thông tin Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép mở cửa một số dịch vụ không thiết yếu, chị tập trung dọn dẹp, vệ sinh lại đồ dùng, thiết bị làm đẹp, kiểm kê, nhập thêm hàng mới, chuẩn bị đón khách trở lại. Trước khi vào thì chúng tôi cũng phải khử khuẩn. Trong quá trình làm đẹp ấy thì chúng tôi vẫn phải yêu cầu khách là luôn luôn đeo khẩu trang, cắt bớt những cái khâu mặc của khẩu trang. Khách khứa thì mình cũng không nên tụ tập đông. Nếu mà đông thì mình sẽ hẹn giờ. Vui mừng, phấn khởi cũng là tâm trạng của anh Lê Văn Vương, thôn Lãng Cầu, xã Tân Việt, bởi đã đầu tư hàng trăm triệu đồng sửa chữa nhà hàng nhưng chỉ hoạt động cầm chừng trong hơn một năm qua. Gần chục nhân viên nhưng nghỉ việc gần hết. Việc đầu tiên khi mở cửa trở lại là phải tuyển thêm nhân viên, đồng thời huy động tối đa nhân lực tổng vệ sinh hàng quán, chuẩn bị các điều kiện về phòng chống dịch bệnh. Cơ sở mình làm riêng phòng riêng, ăn riêng, xịt kháng khuẩn đấy, cả khẩu trang bên ngoài đấy, xong trước khi đi vào có quét mã ngoài cửa luôn, lưu lại cái thông tin của khách hàng. Ngoài một số dịch vụ như karaoke, massage, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, yoga, spa, cơ sở làm đẹp, từ ngày 15 tháng 3 các hoạt động văn hóa thể thao,
cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, đám cưới, đám hiếu cũng được tổ chức bình thường. Đây đều là các hoạt động tập trung đông người, nguy cơ lây lan dịch bệnh cao. Do đó, hoạt động bình thường nhưng không đồng nghĩa với chủ quan lơ là công tác phòng chống dịch. Nhà chùa cũng như các Phật tử luôn luôn ý thức về cái việc phòng chống dịch. Tuy rằng là được sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng trở lại nhưng mà vẫn phải nghiêm chỉnh chấp hành theo cái quy định 5K. Mà đặc biệt thì cái đặc thù của các Phật tử ở địa phương khi tới chùa thì thường thường là những người cao tuổi thì nhiều hơn. Do vậy nên là càng chú ý tới cái sức khỏe của các vị để vừa đảm bảo được cái hoạt động tín ngưỡng được đáp ứng theo cái nguyện vọng mà cũng vẫn giữ gìn được cái sức khỏe cho bà con được tốt. Chủ trương cho các hoạt động kinh doanh, dịch vụ hoạt động trở lại là xu thế tất yếu trong bối cảnh cả nước thực hiện thích ứng linh hoạt với diễn biến dịch bệnh. Tuy nhiên không thể vì thế mà chủ quan, lơ là trong công tác phòng dịch. Những ngày qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu mua kit test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 của người dân tăng cao. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo công tác tăng cường kiểm soát và ký cam kết đối với các cơ sở kinh doanh mặt hàng này. Qua kiểm tra, đội quản lý thị trường số 3 đã phát hiện và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 4 cơ sở, trong đó phạt tiền một cơ sở 2 triệu đồng về hành vi vi phạm kinh doanh thuốc tân dược nhưng không niêm yết giá bán, phạt tiền 3 cơ sở 4,5 triệu đồng với hành vi vi phạm kinh doanh bộ kit test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 không rõ nguồn gốc, đồng thời tịch thu và buộc tiêu hủy 115 bộ kit test nhanh trị giá 7,3 triệu đồng, gồm quầy thuốc Phố Hiến và hệ thống nhà thuốc Rapifa ở phố Cao, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử. Cùng với kiểm tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã tuyên truyền ký cam kết đối với 33 cơ sở kinh doanh thuốc tân dược và trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu các chủ cơ sở bán hàng đúng giá niêm yết, tuyệt đối không găm hàng, gây khan hiếm đối với mặt hàng kit test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2. Không bán thuốc điều trị virus SARS-CoV-2, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm chất lượng và tuân thủ đúng các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Khi mắc COVID-19, nhiều trường hợp ho, đau rát họng, khó khăn trong ăn uống, làm giảm khả năng đề kháng của cơ thể. Vậy để giảm các triệu chứng trên, bệnh nhân cần áp dụng các biện pháp gì? Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hướng dẫn của bác sĩ Nguyễn Bảo Ngọc, khoa khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Đau họng và ho là những biểu hiện thường gặp khi mắc COVID-19. Theo thống kê của Bộ Y tế, triệu chứng ho, đau họng chiếm tới 90% số bệnh nhân nhiễm. Nếu không điều trị đúng, bệnh sẽ bị ngạt, tắc mũi, ngứa họng, ho kéo dài gây viêm họng, viêm phế quản. Nếu ho có đờm nên sử dụng những cái chế phẩm ho mà có thể tiêu đờm, ví dụ như là chế phẩm có acetylcysteine chẳng hạn. Đấy thì khi mà mình uống nó có thể là long đờm và cái họng nó sẽ rất dễ chịu và xúc họng. Như thế nào cho nó đúng ạ, chuẩn để cho cái virus, vi khuẩn nó không phát triển trong phòng họng của mình. Tại sao chúng ta phải xúc họng miệng? Bởi vì là cái vi khuẩn SARS-CoV-2 thì nó tập trung ở cái phần hầu họng, họng miệng. Thế thì cái xúc họng miệng này ở trên thị trường có nhiều lắm. Ví dụ là betadine hay là những cái loại mà có nano bạc rất là tốt. Để nó rửa được cái khoang miệng, sau đó thì chúng ta rửa được cái gì? Sâu ở cổ họng hơn. Như vậy là chúng ta để ở trong cái dung dịch thuốc ấy, ở trong miệng 10 giây là để thẳng cổ, sau đó 10 giây là cao cổ lên để xúc và bên trái và bên phải. Như vậy tổng thời gian là từ 30 đến 40 giây, cố gắng cũng giữ ấm cổ. Khi mà cái viêm họng đó nó trở thành cấp tính, có nghĩa là có ho ra đờm, mà rồi có sốt hay là khó thở thì phải dùng kháng sinh hay là phải sử dụng những cái thuốc mà long đờm hay những thuốc về viêm họng. Ngoài ra để cải thiện tình trạng trên, bệnh nhân cần ăn loãng và chia nhiều bữa, uống nhiều nước ấm, vitamin C, vitamin D, thực đơn đủ chất dinh dưỡng hoặc sử dụng các sản phẩm từ thiên nhiên để giảm đau họng như mật ong kết hợp với gừng, chanh. Ngoài ra cần giữ vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, phòng ngủ thông thoáng. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Tiếp tục tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội Đoàn cấp cơ sở, Đại hội đại biểu Đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027. Ban Thường vụ Đoàn khối đã khởi công xây dựng công trình thanh niên điểm vui chơi học tập cho học sinh tại trường tiểu học Cương Chính, huyện Tiên Lữ. Công trình gồm các hạng mục sân cỏ nhân tạo và các thiết bị giáo dục thể chất đa năng cho các em học sinh, tổng vốn đầu tư là 160 triệu đồng.
Trong đó, đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng bằng nguồn lực huy động của đoàn viên thanh niên trong đoàn khối. Số kinh phí còn lại là do nhà trường huy động từ nguồn xã hội hóa. Đây là công trình ý nghĩa, tạo môi trường học tập vui chơi bổ ích trong các tiết học thể chất và tinh thần cho các em trong suốt quá trình học tập tại trường. Như quý vị thấy trên màn hình, đường DH82 dài khoảng hơn 1 km, đoạn tiếp giáp giữa xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ và xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ có nhiều điểm xuống cấp gây khó khăn và nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Đường DH82 là tuyến đường liên huyện đi qua địa bàn hai huyện Phù Cừ và Tiên Lữ, nên hàng ngày lượng người và phương tiện đi lại rất nhiều. Từ năm 2019, huyện Tiên Lữ đã đầu tư, nâng cấp và làm mới toàn tuyến thuộc địa phận huyện quản lý, giúp cho việc đi lại của nhân dân rất thuận lợi. Tuy nhiên, hiện còn khoảng hơn 1 km xuống cấp thuộc địa phận xã Đoàn Đào của huyện Phù Cừ. Đường xuống cấp xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, trời mưa thì đọng nước, trời nắng thì bụi, không có đèn đường, rất nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Vì vậy, đề nghị huyện Phù Cừ cần sớm đầu tư sửa chữa, nâng cấp đoạn đường còn lại để tạo thuận lợi trong đi lại, vận chuyển hàng hóa và đảm bảo an toàn giao thông. Nhiều nút giao, dự án giao thông trên các tuyến đường huyết mạch của tỉnh Hưng Yên đang thi công, đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc lưu thông của các phương tiện. Do đó, các nhà thầu cần có biện pháp đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Theo quy định trong quá trình thi công, đơn vị thi công phải bố trí báo hiệu, rào chắn tạm thời tại nơi thi công và thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt an toàn. Phải có người cảnh giới, hướng dẫn giao thông. Khi ngừng thi công phải có báo hiệu an toàn theo quy định như biển chỉ dẫn, cờ và đèn đỏ vào ban đêm. Người cảnh giới, hướng dẫn giao thông phải đeo băng đỏ bên tay cánh trái, được trang bị cờ còi và đèn vào ban đêm. Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Hà Nội Hưng Yên đoạn qua huyện Văn Giang trên tỉnh lộ 379 có chiều dài 10 km đang triển khai thi công công trình. Trên tuyến, lưu lượng tham gia giao thông rất đông. Việc đảm bảo an toàn giao thông khu vực này, đơn vị thi công đã căng dây, đặt đèn cảnh báo và thực hiện thi công cuốn chiếu, nhanh chóng lấp các đoạn đã thi công xong, tránh tạo các mương hở nguy hiểm. Và tuyến đường này là rất là đông, đơn vị đã bố trí hàng nghìn cái cọc tiêu, hàng trăm cái biển báo an toàn giao thông, đèn cảnh báo. Ban đêm thì công ty có cắt cử người hướng dẫn kiểm tra lại công tác an toàn trên tuyến. Tuy nhiên, qua thực tế trong quá trình thi công các công trình vẫn có nhiều đơn vị chưa thực hiện nghiêm và đúng các quy định về bảo đảm an toàn giao thông. Mặc dù công trường đang thi công nhưng một số đoạn không thấy có biển hiệu của đơn vị thi công, không có lý trình hay tên đơn vị thi công, tên chỉ huy trưởng công trường. Hệ thống biển cảnh báo sơ sài, chiếu lại chưa đầy đủ. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chia sẻ những khó khăn với công nhân, người lao động nghèo, một số chủ nhà trọ tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nhiều năm qua không tăng giá phòng, qua đó giảm bớt những khó khăn cho người lao động, nhất là thời điểm giá nhiên liệu và một số mặt hàng tăng cao. Xóm trọ của bà Hoàng Thị Tầm hiện có trên 30 phòng cho thuê với giá 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng một phòng. Thông thường các chủ nhà thỏa thuận với người thuê sẽ tăng giá phòng sau 2 đến 3 năm do lạm phát, giá cả leo thang. Tuy nhiên hơn 5 năm nay bà chưa một lần nâng giá. Tôi thì ở từ năm 2007, giá tiền phòng là 800.000. Cũng hợp lý với mức thu nhập của cá nhân. Giữa gia đình mới thuê trọ thì quan tâm đến nhau, với lại xóm trọ thì vấn đề an ninh nó tốt. Tôi xây từ năm 2017, từ năm đến bây giờ là chưa tăng giá, còn các nhà thì tăng hết rồi. Tôi vẫn cứ lấy các cháu như thế. Từ năm 2021, ông Đinh Thế Hòa ở phường Minh Đức không ngần ngại giảm bớt 50% tiền phòng xuống còn 400.000 đồng một tháng nhằm san sẻ gánh nặng cho những lao động có thu nhập thấp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Từ trước đến giờ gia đình tôi cũng là những người đi ở trọ. Thế này thì cũng nằm mấy gian trong cái lúc gọi là Covid, mỗi phòng là 1 triệu hoặc 1 triệu 2, cái tháng vừa rồi là giảm 50%. Nấy cũng mình nửa thôi. Chú thì tạo điều kiện cho chúng tôi ở trọ đây, thiếu thốn gì thì chú cũng hỗ trợ điện nước các thứ. Trong lúc vợ tôi đi làm thì cũng dương tính, chú cho mượn phòng nên là chú không lấy tiền, nên là tôi rất cảm ơn chú. Ở Hưng Yên vẫn còn nhiều người có tấm lòng san sẻ khó khăn với người lao động như bà Tầm, ông Hòa.
Có thể thấy đây là hành động đẹp, nhân văn, góp phần giúp công nhân cảm thấy ấm lòng, có thêm động lực để làm việc. Đồng thời với người cho thuê, đây cũng là cách để họ bước qua những khó khăn, cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.